Lên đi anh. Lên đi. Đang mải mê nhận quà sinh nhật vợ tặng, anh chồng bỗng giật bắn người bởi một vị khách không mời. Hôm nay là ngày sinh thần của anh chồng, chị vợ nghĩ mãi không biết nên tặng món gì cho đặc biệt. Cuối cùng, với hy vọng tuổi mới có thật nhiều sức khỏe và sớm thành đại gia, chị đã chuẩn bị một món quà vô cùng thực tế cho người chồng của mình. Vừa anh bóc quà ra, người chồng đã cười như bắt được vàng. Anh khoái chí khi thấy cô vợ tinh tế tặng đúng món quà mà anh thích. Quần áo hay đồng hồ hàng hiệu cũng không bằng những tờ polymer xanh mướt như thế này. Đúng rồi. Thêm cả một dây tiền quấn quanh người làm cho anh chồng cười giòn tan vì đắc ý. Nhưng nụ cười trên môi chưa được bao lâu thì... Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Thì ra chị vợ vì sợ món quà chưa đủ đặc biệt nên đã mời thêm một vị khách để đến tham dự sinh nhật chồng mình. Vị khách nhỏ bé này nấp trong dây tiền xuất hiện bất ngờ, làm cho anh chồng đang cười sung sướng như trên mây bỗng dừng tắt hẳn. Ba chân bốn cẳng chạy mất dép, hú hồn muốn biết quăng luôn cái sợi dây tiền cô vợ vừa tặng. Tới từng tuổi này anh không còn sợ gì nữa, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi bé rắn mà thôi. Đã vậy còn là con rắn pha ke nữa mới đâu cơ chứ. Mấy ông còn đứng quanh đó thấy bố giật bắn người thế này chắc cũng buồn cười lắm đây. Đúng là sinh nhật nhớ đời của anh chồng may mắn nhất năm. Sau khi xem xong video, cộng đồng mạng đã được một trận cười xỉu úp xỉu đa với anh chồng và để lại bình luận như sau. Đang ha ha thì ối dồi ôi, điệu cười của ông anh làm em phải cười theo. Hay chỉ có người sợ rắn mới hiểu. Bạn đã từng bao giờ thấy người đàn ông nào giống vậy hay chưa? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé.